Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong trang địa phương Người Ngọc Hiển phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Cà Mau. Với ba mặt tiếp giáp biển và ngư trường rộng lớn, Ngọc Hiển có đủ tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế thủy sản. Bao đời nay, nghề khai thác biển đã trở thành nghề chủ lực truyền thống giúp người dân có cuộc sống ấm no. Thế mạnh khai thác thủy hải sản đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề hậu cần, đáp ứng đồng bộ nhu cầu của nghề biển. Không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi mà còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Đây cũng là nội dung chính được đề cập trong trang địa phương huyện Ngọc Hiển hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Để vươn khơi bám biển, các phương tiện khai thác không thể thiếu nguồn nguyên nhiên liệu, quan trọng nhất là xăng dầu, nước đá. Đáp ứng nhu cầu này, thời gian qua các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Ngọc Hiển chú trọng mở rộng sản xuất, phục vụ ngư dân yên tâm bám biển. Gia đình anh Võ Văn Mến, khóm 1 thị trấn Gạch Gốc, có 2 chiếc ghe lớn hành nghề câu mực. Mỗi chuyến ra khơi, anh cần hơn 200 cây nước đá và gần 2.000 lít dầu cho mỗi phương tiện. Nguồn cung nhiên liệu, nguyên liệu của các cơ sở luôn đáp ứng nhu cầu cho anh Mến. Dầu thì lấy thì đủ mình ra khơi đó. Rồi như nước đá cũng vậy, như cung cấp cho mình đủ. Bảo vệ chuyến ra khơi mình ở trong một tháng thì mình lấy khoảng cỡ 1.000 dầu. Giả sử như dầu thì 1.000, còn nước đá khoảng 100 ngoài cây. Ở trong khi giờ mình làm được đỡ là mình có tải á. Là trong 5 ngày, 6 ngày tải ra là nó chở ba cái nước cho mình, nước xài, nước uống hoặc mình thiếu chi tiêu chi phí trên biển á, thì đều cung cấp hết cho mình, đủ hết. Ở địa phương vòng vòng đây thì đâu cũng đâu 5-6 cây dầu gì đó, như hãng nước đá cũng đâu 6-7 hãng gì đó mà giờ cũng ổn định hết trơn này. Rồi lúc trước thì những khó khăn rồi dịch bệnh rồi người ta mua bán khó đó, nhiều lúc có lúc không, còn lúc này thì ổn định hết. Vào mỗi con nước khai thác biển, để đảm bảo phục vụ ngư dân, các cơ sở kinh doanh mặt hàng này đã có kế hoạch chủ động nguồn hàng để đảm bảo cung ứng. Nhiều cơ sở còn đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, nâng cấp, mở rộng quy mô kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn cho các phương tiện khai thác. Bà con ở đây thì ghe vô hàng ngày, thì lượng ghe vô đây nói chung là mỗi doanh nghiệp thì người ta cũng mối cả. Là mình thấy lượng ghe của mình nhiều, chúng đồ nhiều thì mình đặt dầu nhiều một tí thì mình cung ứng tất cả cho ghe bà con ở đây. Nói chung là dầu cũng có đủ cho bà con. Bây giờ hiện tại giờ dầu thì nói chung ổn rồi, trước nhiều thì lúc nào cũng có. Toàn huyện Ngọc Hiển hiện có hơn 1.000 phương tiện với công suất lớn nhỏ khác nhau hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản. Để cung ứng nguyên nhiên liệu cho các phương tiện, trên địa bàn có gần 40 cơ sở buôn bán xăng dầu và 12 cơ sở sản xuất đá lạnh hoạt động thường xuyên. Mỗi tháng, các cơ sở cung ứng trên 7 triệu lít xăng, dầu và hơn 4.000 tấn nước đá, đáp ứng cho đội tàu thuyền khai thác. Với quyết tâm không để đứt gãy chuỗi cung ứng, phục vụ đảm bảo nguồn nguyên nhiên liệu cho phương tiện khai thác, các cơ sở ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Bên cạnh việc cần nguồn nguyên nhiên liệu, thì các phương tiện cũng không thể thiếu ngư lưới cụ để vươn khơi khai thác. Sau một thời gian đánh bắt trở về thì lưới thường bị rách hoặc là bị hư hỏng. Lúc này thì rất cần thợ để giá và sửa chữa lại. Xuất phát từ thực tế đó thì nghề đan giá lưới đã ra đời và trở thành nghề truyền thống của nhiều chị em phụ nữ dân biển Ngọc Hiển. Nhờ đôi tay khéo léo của các chị mà những tấm lưới rách đã được biến hóa trở nên lành lặn và chắc chắn hơn để các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Tại ấp chợ Thủ B, xã Tam Nhân Tây, có hàng chục chị em làm nghề giá lưới. Không ai biết nghề này ra đời khi nào, chỉ biết đây là công việc mưu sinh, người đi trước truyền lại cho người đi sau, gắn liền với nghề khai thác biển. Theo các chị em, thường thì sau một thời gian đánh bắt trở về, ngư lưới cụ bị rách, hư hỏng, thay vì mua lưới mới, chi phí đầu tư cao, thì chỉ cần thuê thợ sửa chữa giá lại, giúp chủ ghe tiết kiệm chi phí. Ghe vô thì chị nhờ mấy em lại phụ giá cho chị để lưới lạnh, là nói chung là nó cũng tiết kiệm hơn cái chỗ mà mình mua thịt lưới mới mà mình vô. Mua thịt lưới mới vô thì nó nhiều tiền lắm. Cũng như giá này thì nó ít tiền hơn, mình có lợi mình hơn. Còn như mua cái lưới mới là nó nhiều tiền lắm. Chị Nguyễn Bảo Trân đã có hơn 15 năm bén duyên và gắn bó với nghề giá lưới. Theo chị Trân, nghề giá lưới dễ học, dễ làm. Nhưng muốn trở thành người giỏi nghề, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, tinh mắt, tìm ra những chỗ bị rách dù là nhỏ nhất. Khi giá lưới phải nhanh và siết chặt tay để các mối gút chắc chắn,
không bị bung sổ lúc giăng lưới đánh cá. Ngày lập dịp bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, các chị sẽ được trả 150.000 đồng. Nếu tăng ca, mỗi 1 giờ được trả thêm 20.000 đồng. Trung bình mỗi ngày các chị thu nhập từ 180 đến 200.000 đồng. Kiểu như là từ nhỏ tới lớn thì làm nghề lưới này thì gành thì dễ. Còn như kiểu như mình muốn làm là mình phải học chứ không có tự nhiên mà làm được đâu. Thì nói chung là mình rảnh thì mình làm, mình có một chuyện rồi mình nghỉ vậy đó. Ngày 150.000 thì tháng cũng được mấy triệu, giả tỷ làm thì phụ vô con cái rồi thì cũng được. Ở hội cũng thấy được là cái việc làm mà giá lưới thì nó cũng mang lại cái hiệu quả. Thứ nhất là tăng thu nhập thêm cho các chị em nhàn rỗi ở địa phương. Thứ hai là cũng giảm đi cái lượng là giống như là mình bỏ lưới những lưới gách á. Thì trong thời gian tới thì định hướng là ở hội sẽ liên kết và cho những chị mà đã có cái nghề thành thạo thì sẽ dạy cho những người, cho những chị chưa biết mà cách giá thì sẽ thành lập các cái tổ. Thì cái chị tổ trưởng là sẽ có nhiệm vụ là liên kết với các cái ghe mà vào thì để giới thiệu cho những chị em là đến đó để giá, thì nhằm là để cải thiện thêm cái việc phát triển kinh tế gia đình. Những năm gần đây, dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển, trong đó có nghề giá lưới đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Chị em đều rất tận tâm, miệt mài với công việc, góp sức cho những chuyến tàu vươn khơi, tôm cá đầy khoang. Được tiếp nguyên nhiên liệu đầy đủ, mang theo ngư lưới cụ, những con tàu tiếp tục rẽ sóng vươn khơi. Sau những ngày đánh bắt, tàu trở về bờ với đầy lộc biển. Lúc này các chủ phương tiện cần một lượng lớn lao động để làm các công việc như lựa phân loại tôm cá, sơ chế cá, phơi khô. Những công việc này không yêu cầu trình độ, độ tuổi cũng không quá nặng nhọc nên thu hút nhiều lao động nữ nhàn rỗi ở tại địa phương tham gia. Ở cửa biển Rạch Gốc, cứ vào con nước biển là nhịp sống nơi đây lại thêm nhộn nhịp. Với hàng trăm hộ gia đình làm nghề đóng đáy hàng khơi, mỗi ngày phương tiện cập bến, một lượng lớn lao động nữ lại bắt tay vào những công việc quen thuộc. Từ lựa cá, lựa tôm đến rửa, sơ chế cá tôm, mỗi chủ ghe đáy cần từ 10 đến 15 lao động, tập trung lại làm, giúp chị em có công việc và nguồn thu nhập ổn định. Đây, ghe đáy rồi vô nè, mình lựa tôm, lựa tép rồi nè, mình mặn mụn ở đây nè. Rồi bữa cho khi trong ngoài khi mấy chục rồi mình cũng sống qua ngày được, định mình được, nhưng chảy được khỏi đi bạn ở xa. Ở đây thì mình cũng làm nghề biển hồi đó giờ, chiều ghe vô mình cũng có tôm có cá, rồi mình cũng đi lựa đồ gì đó, mình cũng mằng cũng mỗi ngày, cũng có đi làm xa được, cũng ở nhà gia đình đồ. Ngoài các công việc lựa cá tôm cho những ghe đáy hàng khơi, các cơ sở chế biến tôm khô, các khu biển của địa phương cũng cần lao động nữ để làm việc. Công việc của các chị bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối, tùy theo mỗi việc mà công lao động được trả theo sản phẩm hoặc tính theo giờ. Trung bình mỗi ngày các chị thu nhập từ 150 đến 200 ngàn đồng. Cá về là chị em người ta lại mình phân đắp ra cái nào rồi cho người ta làm hàng nào. Hàng mặn, hàng tẩm vị là chị em người ta làm. Như chị em ở đây thì cũng ở gần đây nè. Rồi lại cơ sở mình làm thì nó cũng, cái thu nhập nó cũng ổn định. Rồi nó gần gũi nhà cửa người ta cũng dễ làm. Toàn quyền Ngọc Hiển có gần 2.000 lao động nữ tham gia vào các dịch vụ hậu cần nghề biển. Địa phương đã và đang quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để các chị thành lập tổ hợp tác nhằm hỗ trợ nhau trong công việc và tạo nguồn thu nhập đồng đều, ổn định hơn. Hậu cần nghề cá trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân Ngọc Hiển vươn khơi. Mỗi năm khai thác đạt khoảng 30.000 tấn hải sản các loại. Ngoài lao động chuyên bám biển, thì dịch vụ hậu cần nghề cá cũng thu hút hàng nghìn lao động tham gia, ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn, góp phần phát triển bền vững ngành nghề chủ lực của địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại trang địa phương huyện Ngọc Hiển phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.